qua mới ăn giò heo chiên giòn, bữa nay mua ếch chiên xù nữa trời ơi. Anh nói cho sơn sơn cho nó là hấp dẫn. À, mấy anh em ơi, ếch ngầm với chanh với muối á, công nhận nó sạch nhớt thiệt, cực kỳ luôn. Trời ơi, lúc nãy đi ra chợ kiếm mà không gặp gì hết trơn. Ếch chiên xù này rửa đi. Ếch chiên xù à? Ai nói mà ếch chiên xù à? Nói vậy đi cho nó dễ coi. Dễ coi là chạy ra ngoài chợ kiếm không có, kiếm vòng vòng chạy ra sau cái phường đó. Ê, quên cái khóm. Trời ơi, mình về ra chợ là mua lục lục làm đi lại, trên thở mình ăn rồi. Trời không mình về. Chạy muốn chết luôn, không trời gặp ơi, đâu hết trơn. Lại lựa giải nữa, không gặp ai hết. Ếch chiên xù hả? Ngâm nước muối với chanh chanh hay vậy? Ừ. Ừ, nó giòn ra. Ếch chiên xù vòng vòng chợ kiếm bảo vệ không gặp hết, làm sạch xong rồi mới ngâm, mới ngâm mình đâu có xả được bây giờ hả? Có thấm chanh với muối vô ít chi xù vậy hả? Bây giờ được mấy phút vậy? Trời ơi, thử gì thơm cái gì? Nuôi. Làm nuôi mấy hàng thái ăn món món này quá rồi. Nuôi xào giống như ngoài ấy bán vậy hả? Thịt thại do nhỏ như vậy. Đó, dịch đó. Nuôi xào là dịch hả? Nó thích ăn thịt hả? Không chịu ăn thịt. Rồi qua xả cái ngâm nãy giờ 5-10 phút rồi phải không? Vậy con xả nha, xả được phải không? Ngâm chanh đồ chắc chiên nó giòn. Mua ếch chiên xù nữa trời ơi, anh nói cho sơn sơn cho nó là hấp dẫn. À, mấy anh em ơi, ếch ngầm với chanh với muối á, công nhận nó sạch nhớt thiệt, cực kỳ luôn. Hay mà cái chanh á, mấy anh em, nó mà thấm vô cái da á, lúc mình chiên nó giòn. Chanh với muối, để muối với chanh nặng vô xong rồi bắt đầu để 5-10 phút vô. 5-10 phút nó sẽ ra đắp ra hết trơn, hay thiệt. Không chanh giấy hay, anh em làm thử đi, phải để khoảng 10 phút hết trơn nhớt luôn nè, anh em thấy không, không có một miếng nhớt bợn luôn nè, thấy cái lên nó không dính, cầm vô cảm giác cái này mà cứ việc à, hả? Chưa đi hả? Hồi nãy thấy nó xuống kêu rồi đó. Ờ, xuống kêu thôi rồi. Ừ. Rửa rồi đó. Chiên giòn mà ớt hay chi chạy? Ớt không? Có người nó ớt, người nó không. Trời ơi. Ớt không? Có nước mà ớt nước mắm. Ớt miếng gì ấy vô không? Ừ thôi, mấy ớt đi. Ở mà không muối muối mắm gì vậy hả? Ừ. À, nhiễu rồi chấm gì chạy? Chấm mắm me. Ăn cơm rồi chấm me. Trời ơi, thì chiên xù thì ăn nước me rồi. Thì con muốn cắt thì cắt. Rồi đi ốp gì đó ốp đi. Tại ăn cơm là mày không thấy ốp gì? Ốp nước mắm, tỏi, hành ngò gì đó.
củ hành gì đó, ớt nước mắm. Không có làm mặn. Còn để nhậu á, hoặc là để ăn á, chơi á, thì ớt kiểu bà đúng rồi đó. Chứ ăn cơm mà ớt là nhắc thì chấm mắm me. Ăn cơm nó không vô. Nói chung nghe cũng tùy theo người, tại vì mình con nó năm tuổi của hành ớt vô ở đây thì bà cứ việc ớt tôi mặn mặn vì ăn cơm mà lạc quá ăn nó không có bắt ngon. Ôi, thôi ngủ như hương để nhiều quá nó ớt vào không muốn ớt thì ớt đi ớt này thì phải chiên hả sao? Có gì đâu mà thấm đâu mà chị. À, mình chút gì bắt lên chiên luôn đi. Con ớt bả chanh vô nó cái da nó giòn. Chiên xù của bà mẹ nào biết nó xù không đây, không xù giòn rồi mấy nơi nó chiên giòn chứ không phải chiên xù.
chi sùng chi giòn sâu quá. Ba em chiên thêm 7 con hả? Tổng cộng là 7 con. Quá nóng rồi, gấp rồi. Gấp. Con cũ em ra giòn không? Ồ giòn cứng giòn. Đây con đó con mới mà. Con cũ nè. Ồ giòn. Đây. Có chanh vô da giòn thiệt. Ai có trẻ nhỏ em thật sao cũng gút nữa hả? Trời ơi, cái này da thì mình lên, gì mà thứ bảy chủ nhật đó, thứ bảy chủ nhật đó. Trời ơi ngon im không em, mới chuyện mẹ đó chuyện vậy gì chuyện xù chuyện giòn mấy anh em ơi, giòn thiệt, để chanh giữ giòn da. Ướp cho mấy anh nghe. Đó. Có bụng dữ lắm rồi, trời nãy giờ ăn cơm hả mấy anh em ơi. Bữa nay đâu mình ăn thử cách ướp. Ướp kiểu bà mẹ thì thường để nhậu ngon mấy anh em ơi.
mình có làm chén chấm ăn cơm nữa là được không? À, tương ớt nè, xí muội nè, với nước tương, tiêu, mắm. Nãy quên bỏ mấy củ tỏi ra, một phát ăn tỏi mà quên thôi, tiêu luôn, đói bụng quá. Thôi à, mời mấy anh em ăn với mình nha. Với sớm có trẻ nhỏ em bán cơm hàng ở dưới mới thịt ba gọi sầm guốc miền Tây là phái. Thôi mình dẫn máy mời mấy anh em ăn chung với mình nha mấy anh em. Ai. Nãy giờ chờ chiên đói bụng quá mấy anh em ơi. Đầu cổ còn bù xù chứ. Để đi. Cơm đói bụng này. Đói bụng dữ lắm rồi. Cho miếng cơm. Quay miếng chấm lên. Không vậy. Ăn hai mặn chấm tương, còn muốn chua chua ngọt cay cay thì tương hết. Đúng đây. À, hai chào cả anh em và cộng đồng nha. Chúc mấy anh em và cộng đồng YouTube nhiều sức khỏe và luôn luôn kiếm tiền thật nhiều, luôn luôn hạnh phúc bên gia đình luôn mấy anh em. Anh em xem kênh nhớ đăng ký kênh mình đúng rồi. Bữa nay mẹ phải làm cho mẹ phải đấy. Chiên nó ít chiên xù cho nó lạ, cho nó vui vui chứ không phải là lạ, nó vui vui này. Chiên giòn, chiên kiểu này á mấy anh em nhậu ăn đã lắm, mà ăn cơm chứ khó ăn tại vì ăn cơm nó lạ quá, mình này mình ăn mặn. Thôi mời mấy anh em ăn cơm mình nha, giờ này cũng 12 mấy đúng không mày, mời mấy anh em luôn mấy anh em ơi. Chiên cơm đi tất cả cơm như những cảm bước thật cảm bước rồi. Chiên gì cái thịt nó hết nó săn lại, nó săn lại nó không có mềm, nó có độ dai dai. Mời mấy anh em luôn. Giòn giữa mấy người con nữ phát khá giòn 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 nó kiểu giòn
cơm thì nó hơi khô khan như thế này, giọt bia đó. Chiên cách làm sao cho nó thịt ở trong nó chín mà cái da nó giòn, nhưng mà nó đừng có khô thật, cắn vô ăn cái thịt ngon. Nói chung ra con này không được gỡ chấm mà cắn luôn. Con này chiên sao chiên gấp quá này, mà cái da nó không giòn. Này cái da nó được giòn nữa là ngon. Cái bụng thì giòn nhưng mà cái mặt trên này nó không giòn. Mấy cái giò thì giòn. Rồi, mời mấy anh em miếng đồ nha. Chiên là phải nó giòn, nhưng mà cái kỹ lực chiên thách sao cho cái bộ phận da ở ngoài nó giòn thôi, còn thịt đùi ra được thấy nó giòn, thịt của mấy cái đùi gần cho nó khô quá khó ăn lắm. Nhưng mà mấy người phải ăn khô thì ăn được, khô giòn thắng vô ngay được. Thường nói à, đúng là nói là dễ nhậu cũng ngon hơn uống bia. Chiên giòn á, bánh làm trắng với nước chấm muối với tương ớt, miếng tương chiên giòn là chấm mấy cái đó là ngon. Còn muốn làm bắp hơn là bữa thẳng mình có làm cái chén chấm cái đó bắp thôi, cái đó thì lượng hơi biết nắm mới được, cái nào nhiều hơn nào ít hơn. Chấm mà mấy anh em làm không hợp với cái món ăn ha, với cái thịt đó, cái thịt mết chấm cái gì, cái gì chiên giòn để chấm gì, cũng như lượng ớt đỏ ớt thì mình phải chấm mắm làm à, cái mắm làm tỏi xả ai quên tỏi cũng hành được. Chiên giòn chấm nước tương với cái muối, cái nước chấm là quan trọng. Chó thì sao nó hợp với cái thịt của con ớt, hoặc là thịt heo hay thịt gà ăn được nó bắt được cảm giác ngon.
cơm á. Cái này mình làm cho món cho nó nhìn thấy đẹp, chứ muốn làm món chiên giòn vậy đó mấy này. Mà này nếu mà ăn cơm á, mấy này ướp nước mắm xả bỏ vô chiên, đơn giản là nước mắm xả, để một miếng bột ngọt đem lên chiên ăn cơm là sẽ. Nhưng mà cho thấm nước mắm vô trong thịt nha, mắm thấm vô thịt cái mình ăn miếng cơm ngon. Nhưng mà chiên đừng vàng, chiên nó vừa vàng tới nè, nhưng con này nè, này vừa vàng tới nè, nó không giòn nữa, không nó giòn có cái bụng nè, nó vừa vàng tới nè. Công nhận chanh với muối ớp rửa cái làm cái da nó chiên lên nó giòn nữa. Đúng là tự món này để nhậu. Với phụ nữ ăn gì ăn đêm, ăn chấm nè. Tại phụ nữ thích ăn gì cơm cũng được hả? Với những người mà ăn thì kiểu nước chấm với thịt thôi. Khẩu vị mình ăn mặn quá, gì cũng ngon. Chung là như gì chấm cái gì là ngon, nhưng mà lại cái khẩu vị của mình ăn mặn quá, chứ là mình ăn cơm ăn mặn quen rồi. Mấy món lạc lạc á mình ăn không vô. Giờ mình thấy mình ăn ớt rồi, ăn không thì ngon. Bạn cái cơm là lãng. Cơm là nước mắm ruốc. Thật xào mắm ruốc. Ít chiên giòn này á, cái này là ngon rồi anh em, anh em thật sự là ngon. Nhưng mà cái này mình ăn là để thưởng thức thôi, thưởng thức cái gia vị mình ớp vô với cái thịt ớp, với cái thịt ớp còn nó thấm vô cái gia vị đó, mình nhai từ dưới chấm với chấm, mình nhai từ mình thưởng thức cái mùi thơm giòn với mùi thơm của ớp với cái gia vị của nước chấm với gia vị ớp. Nó hòa tan ra coi từ vô miệng á, nó không mặn, nó không ngọt mà nó cũng không có lạc luôn, cho nên nó rất hợp với ăn chơi, ăn thưởng thức. Thức đó, mấy nèm bảo đảm mấy nèm ăn hoài luôn, ngon. Cái nước chấm này cũng mềm nè. Làm nhà vô nhà hoài chép nó không có thành cái mùi gì, không có thành, nó không thành hết, thịt nó không thành, nó giòn giòn, nó thơm thơm, thấy như thịt nhà nhai ngồi nó ngọt, nó có nước ngọt kìa.
nước là bác chén gì chứ. Mùi vị ngon, thơm, giòn. Chấm từ ớt với nước tương với cà chua vô. Mấy anh em xem anh em nói thấy lúc biểu quá. Ăn cơm ăn gì vô. Ăn không ăn ngon quá anh em. Thôi mình xin dừng về clip tại đây mấy anh em ơi. Chúc mấy anh em về sức khỏe ha. Mấy anh em xem kênh nhớ đăng ký kênh mình ơi. Mấy anh em mình cảm ơn mấy anh em trước nha mấy anh em. Mấy anh em đã đăng ký và mấy anh em chưa đăng ký và cộng đồng trên YouTube. Cảm ơn hết mấy anh em. Nhớ xem kênh đăng ký mình được rồi. Bye bye mấy anh em nha.